Để bảo vệ và cải thiện sức khỏe tim mạch, việc lựa chọn thực phẩm là rất quan trọng. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho tim mạch. Các loại cá béo. Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá người chứa nhiều omega-3, một loại axit béo có tác dụng giảm viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Quả hạch và hạt. Hạnh nhân, hạt óc chó, hạt chia và hạt lanh đều chứa nhiều chất xơ, omega-3 và các chất chống oxy hóa tốt cho tim mạch. Trái cây và rau xanh Các loại trái cây như cam, táo, quả mọng và rau xanh như rau chân vịt, cải xoăn chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Ngũ cốc nguyên hạt Yến mạch, lúa mạch, gạo lứt cung cấp chất xơ, giúp giảm cholesterol và duy trì sức khỏe tim mạch. Dầu ô liu Dầu ô liu chứa nhiều chất béo, không bảo hòa đơn và polyphenol, giúp giảm viêm và bảo vệ mạch máu. Các loại đậu đậu lăng, đậu xanh, đậu đen và các loại đậu khác chứa nhiều chất xơ và protein, giúp duy trì mức cholesterol và huyết áp ổn định. Sô cô la đen. Sô cô la đen chứa nhiều flavonoid, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tim mạch. Tuy nhiên, nên ăn ở mức độ vừa phải. Trà xanh. Trà xanh chứa nhiều kết trình và flavonoid, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các loại quả mọng. Quả dâu tây, Việt quất, mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Sữa chua không đường. Sữa chua cung cấp canxi và các lợi khuẩn probiotic, giúp duy trì huyết áp và sức khỏe tổng thể. Việc kết hợp những thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tim mạch và phòng ngừa các bệnh liên quan. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng